Ngày 28 tháng 10, chúng ta được sinh ra vì nhau. Ngươi sẽ tìm thấy một thứ vốn phải ở mặt đất lại lơ lửng ở trên không. Còn nhanh hơn là tìm thấy một con người không hề liên quan tới bất kỳ con người nào khác. Trích Suy tưởng của Marcus Aurelius. Lẽ tự nhiên nào Marcus Aurelius và những nhà khắc kỷ khác không biết về các nguyên tắc vật lý của Newton, nhưng họ biết rằng thứ gì được ném lên đều sẽ phải rơi xuống. Đó là phép so sánh mà ông đang sử dụng. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa con người còn mạnh mẽ hơn cả trọng lực. Triết học thu hút những người hướng nội. Nghiên cứu về bản chất con người có thể giúp bạn ý thức rõ ràng hơn về những khiếm khuyết của người khác và làm ta không muốn tới gần họ. Những cuộc đấu tranh vật lộn và thử thách khó khăn cũng vậy. Đây là các yếu tố ngăn cách ta khỏi thế giới. Nhưng theo Aristotle, không có gì có thể thay đổi được việc chúng ta là các sinh vật xã hội. Chúng ta cần có nhau. Chúng ta phải ở đây vì nhau. Chúng ta phải chăm sóc lẫn nhau và để người khác quan tâm đến chúng ta. Chối bỏ thực tế đó là đi ngược lại bản chất của chúng ta, khiến ta không còn là một con người đúng nghĩa.